Em mua một cái bao nhiêu? 10.000 hả? Hai cái 15 à? Rẻ vậy? Không, ngoài chợ là cái này chắc 30.000. 30.000 hơn. Nó dài quá không ta? Cắt ngắn nữa không? Cơm mé á. Nó tích tầm. Nhỏ mới là mắc cười. Nhớ chuyện xưa chứ cái gì. Quá đẹp luôn. Nhìn nhìn từng cái bông cái nhị nữa này. Chào các bạn đã trở lại với kênh Đặc sản miền Tây Vlog. Chúc tất cả các bạn có một buổi chiều an lành, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Chiều hôm nay thì các bạn không biết là đã nấu món gì cho gia đình mình chưa? Thì hôm nay mình sẽ nấu đó là 3 món. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Cái thứ nhất đó là mình sẽ dùng trứng cá ngừ đại dương để mình kho tiêu. Thứ hai là bò mình sẽ xào với ớt chuông hay gọi là bò lúc lắc. Món thứ ba đó là chả cá Nha Trang, mình sẽ chiên và chấm với tương ớt. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm, các bạn đón theo dõi video của mình nha, đừng rời màn hình nha mấy bạn. Nếu mấy bạn thấy video hay đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi những thông báo khi có video mới nhất nha các bạn. Sẵn tiện thì mình sẽ giới thiệu hai loại luôn, đó là chả cá Nha Trang với trứng cá ngừ đại dương. Như lúc nãy mình đã nói với mấy bạn, đây là trứng cá ngừ đại dương. Hàng này là hàng đã đông lạnh nha mấy bạn. Tại vì đông lạnh mình mới bảo quản được ở trong cái thời gian lâu được. Khi các bạn mà ăn thì mình sẽ lấy ra, mình xả nước và mình chế biến thôi, rất là đơn giản. Mình có thể sử dụng kho nè, hoặc nấu lẩu, có thể nướng nào cũng được nữa, rất là ngon luôn. Là hôm nay là mình làm cái món kho tiêu cho mấy bạn xem đó. Chả cá Nha Trang đây là chả hấp nha mấy bạn. Chả hấp như mỗi một bịch như thế này là nửa ký. Chả cá Nha Trang thì mình sẽ có hai loại, đó là loại chả hấp và cà chiên. Là họ đã chiên sơ qua rồi mấy bạn. Chả rất là dai và ngon luôn. Được bảo quản là trong cái bịch hút chân không gì nè. Rồi mình cũng bảo quản là trong cái tủ lạnh á ăn mấy bạn. Ai ở gần khu vực Thủ Dầu Một á, nếu mà có nhu cầu ăn thì cứ liên hệ cho mình nha. Đây là trứng cá ngừ mình kho tiêu cả nhà. Biết đó giờ mà các bạn đã ăn trứng cá ngừ đại dương chưa? Hôm nay thì mình sẽ làm cái món trứng cá ngừ đại dương với bò. Đây là bò mình đã sắt cái miếng nhỏ nhỏ sẵn rồi nè mấy bạn. Bò này thì mình đã ướp sẵn hết rồi. Một lát thì mình sẽ xào với bò ớt, hay còn gọi là bò lúc lắc á mấy bạn. Đây là ớt chuông nha mấy bạn. Ớt chuông này thì mình sử dụng là có hai màu, màu vàng với màu xanh. Một lát thì mình sẽ xào với bò. Đây mình sẽ xào với một ít bò này. Còn đây là chả cá Nha Trang. Thì ngày hôm qua mình đã ăn phần nửa rồi, còn phần nửa này thì một lát mình sẽ đem mình đi chiên. Buổi chiều hôm nay thì mình sẽ làm 3 món. Trứng cá của mình bây giờ là đã sắt lại rồi mấy bạn có thể là thử lại một lần nữa nghe coi là có vừa ăn hay không. Thì mình đây là mình sử dụng quen rồi nên khi mình bỏ gia vị vào á là đã cái tay mình đã bỏ hàng ngày nên nó rất là dễ ăn nên mình không cần phải thử lại. Tiếp tục thì mình sẽ tháo cái hộp tiêu này ra thì mình sẽ cho tiêu vào nhé bạn. Hai
Và mình sẽ cho một ít hành lên. Mình sẽ xắt một ít hành lá cho lên trên. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món đầu tiên, đó là trứng cá ngừ đại dương kho tiêu. Sẽ quay cận cảnh lại một lần nữa cho mấy bạn xem cái trứng cá ngừ đại dương mình kho tiêu nha. Thì mình sẽ đi chiên chả cá nha mấy bạn. Trước khi chiên á, mấy bạn nên cho một cái chảo vào, khi mình sẽ cho lửa lên. Cái chảo của mình đã nóng rồi á, không còn nước nữa, mình hãy cho dầu vào để tránh trường hợp là lửa, khi mình cho dầu vào luôn á, còn nước ở trên chảo á, mấy bạn là nó sẽ văng tứ tung ra ngoài bên ngoài, nó sẽ bị nổ. Mình sẽ cho một ít dầu. Giờ mình sẽ cho chảo cho chả vào chiên nha các bạn. Đây là mình đã xong cái món thứ hai nè mấy bạn. Đây là món chả nha. Chả mình đã chiên xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Tiếp được thì mình sẽ đi xào bò lúc cắt nha cả nhà. Đây, mấy bạn xem chả nè, chả cá Nha Trang của mình nè, rất là dai và ngon luôn. Tiếp tục mình sẽ đi xào bò lúc lắc cả nhà. Sẽ cho một ít dầu vào trước. Khi dầu mình đã sôi á, mình sẽ cho tỏi vào để mình thử mùi trước. Tỏi của mình đã cháy vàng và thơm rồi, mình sẽ cho cái phần thịt bò mình đã ướp sẵn lúc nãy vào. Giờ mình sẽ cho lửa hơi lớn một tí. Mình sẽ dùng đũa để đảo cho đều. Tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần bả ớt này vô. Bả ớt hay gọi là ớt chuông.
mình cũng đảo đều đi. Mình có thể sử dụng thêm hành tây hoặc ớt chuông đỏ. Cho ở đây thì mình có hai loại ớt ở nhà sẵn nên mình chỉ sử dụng hai loại thôi, loại xanh và loại vàng. Cho mình tự quay một mình nên mình không có lấy được nhiều góc cho mấy bạn xem, nên chỉ quay cận cảnh được như vậy cho các bạn xem thôi. Mình đảo cho đều tay, thấy ớt của mình á nó vừa chuyển màu chín là được rồi. Mấy bạn đừng có để cho bò mà chín quá, bò chín quá thì bò của mình nó sẽ bị dai cũng không được ngon nữa. Vừa ăn rồi bây giờ mình sẽ cho một ít tiêu vô. Ít tiêu mình đã xay lúc nãy á. Cũng tắt bếp đi nha, mình sẽ cho một ít ngò gí lên. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món thứ ba, đó là món bò lúc lắc. Bò lúc lắc này mình có thể ăn với cơm hoặc ăn với phai tây cũng đều rất ngon. Có thể ăn kèm với bánh mì á mấy bạn. Đây. Bò mình vừa chín tới như vậy nè, thịt bò nó sẽ mềm và rất là ngon. Bây giờ này mình sẽ cho ra đĩa. Thì là mình đã hoàn thành xong 3 món ăn nha mấy bạn. Đây là 3 món lúc nãy mình đã nấu nè. Chả chiên, trứng cá ngừ đại dương, kho tiêu, bò nhúng nhít. Ăn vô là nhúng nhít luôn. Chả cá mình sẽ chấm với tương ớt. Em ăn trước đi, ăn review cho mọi người xem đi. Dạ em sẽ ăn chả cá đây. Đây là chả cá Nha Trang nha cả nhà. Em mời cả nhà ăn cả cha chả cá với em nha. Ồ ngon quá đi, lắc quá. Dạ chấm tương ớt. Chả dai lắm. Ngon lắm cả nhà ơi. Chá anh làm mà không dài. Rồi tiếp món khác đây. Chưa nuốt xong mà. Món này là món gì vậy anh? Bò nhúc nhích. Vậy ăn vô nó có bị nhúc nhích không anh? Có. Dạ em ăn thử nha. Cắt miếng bò với ăn miếng ớt chuông. Ớt chuông màu vàng. Ây da. Nó vừa ăn rồi nên anh không có gót nước, không có gót nước tương. Bò này nhúc nhích hoài em gấp không được. À dính này. Đây là bò lúc lắc. Ấy lộn, bò nhúc nhích nha cả nhà. Ấy bò lúc lắc chứ. Em mời cả nhà nha. Rồi em mời cả nhà ăn bò lúc lắc với em nha. Ông xã em làm bò lúc lắc. Mang thấy vừa ăn không? Nói anh em vừa ăn này nên không có gót nước tương. Ừ,
vừa ăn lắm. Ngon. Dai không? Không. Bò mềm. Nó chua mà cái gì? Trứng cá mà tiệm gì mà đâu có cá con nữa. Đây là trứng cá người kho tiêu. Cá ngừ. Cá ngừ. Trứng cá ngừ kho tiêu nha cả nhà nha. Em mời cả nhà nha. Dài đúng không? Trứng thì nó dài, ăn vô thì nó bùi bùi, tiêu thì cay cay, ngon, dài. Đến lượt mình thử ngang cả nhà, mình sẽ ăn bò như thế trước. Mời cả nhà ăn bò nhúc nhích. Là nếu mà ai ăn mặn có thể ai gót nước tương này sắc ớt vô cũng được, nhưng mà là vừa ăn nó chua rất ngon, ăn khấm người. Trứng cá ngon lắm cả nhà ơi. Em mời cả nhà nha. Đây là trứng cá ngừ. Trứng cá ngừ kho tiêu. Mời cả nhà ăn trứng cá ngừ kho tiêu. Cắn vô lưỡi rồi. Anh đâu có dành ăn, em đâu mà em cắn vô lưỡi. Để cho mọi người thấy ở bên trong nó sướng rồi. Giúp mọi người thấy rõ không? Ở bên trong cái trứng nè. Trứng này ăn rất bùi và rất là ngon luôn. Nãy anh lấy có một trứng nhỏ mà. Giờ sẽ ăn chả cá. Đây là chả cá Nha Trang chấm với tương ớt. Vì mời cả nhà cùng ăn nha, cùng thưởng thức món này nha. Trứng cá ngon quá. Chả cá rất là dai luôn. Có tiêu trong đây đó nè. Rất là ngon. Này mình nấu lẩu á mình cũng thể bỏ vô được. Dạ. Vô. 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 Ăn trúng miếng, ăn trúng cái hộp tiêu ở trong cái chả cá này cao lắm. Ăn bỏ nhúc nhích nào mà ăn nhúc nhích như vậy. Nhích đi, nhích cho xuống. Bây giờ mình kết thúc video đi nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông để cập nhật những video mới nhất của mình. Xin chúc cả nhà có buổi tối vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc bên gia đình của mình. Bye bye.